Rồi chào anh em nha. Mình lại tiếp tục bàn giao cái con SK135 nha anh em. Dòng XG, con này là máy cơ nè. Máy rất là đẹp luôn. Quay cho anh em xem. Con này thì mình giao về Nha Trang nha anh em. Con này máy bình thường ta sẽ gọi là máy 05. Đấy. Máy rất là đẹp. Đã lên một xong nha nè. Cái đợt này là mình cung cấp luôn cái dòng máy đã qua sử dụng của Nhật và của Hàn luôn nha. Các hãng như là Kobe hoặc là Komatsu. Còn từ đó giờ mình thì chuyên làm máy Hàn rồi. Bây giờ mình lắng sang sang máy Nhật nha. Tại vì có nhiều anh em hỏi cái máy Nhật mình rất là nhiều. Nên là mình sẽ làm chuyên về máy Nhật luôn.